Chào các bác. Nay tôi làm cái clip này giới thiệu đến các bác cái vòng san hô đỏ. San hô là một trong 7 cái vật phẩm phong thủy của nhà Phật nha các bác nhá. San hô đỏ, san hô đen, san hô xanh, san hô vàng, san hô hóa thạch, các loại san hô đấy thì rất là tốt, nhiều từ trường năng lượng. Và đeo vào cái hàng san hô này nó không phải là đá, mà là một thuộc loại mọc ở dưới biển, san hô rất là đặc biệt, san hô tự nhiên các bác nhé. Thì đây là cái vòng 15 ly 13 hạt mix tỷ hưu. Một hạt bên ngoài dự phòng, bình thường là 14 hạt cơ, nhưng mà đây là có mix thêm tỷ hưu nên phải bỏ một hạt ra để cho thêm con tỷ hưu này vào. Tỷ hưu này là bạc mạ vàng nhé. Đó. Thì đây là anh, đơn hàng của anh Huy ở Cần Thơ, vòng san hô đỏ tự nhiên rất là già đấy các bác, nhìn vân màu sắc này cực kỳ già vân này. 13 hạt nó vào, nếu mà theo sinh lão bệnh tử nó chữ sinh ấy rất là hợp. Và tỷ hưu nữa, nếu chắc là anh ấy làm ăn kinh doanh muốn may mắn tài lộc thì đeo, nên đeo tỷ hưu, còn bình thường thì không cần đeo tỷ hưu cũng được, đeo vòng thôi là cũng đã ok rồi. Cái này san hô đỏ này phù hợp với người mệnh hỏa nhé, người mệnh hỏa và người mệnh thổ là đeo hợp, mệnh kim cũng đeo được, kiếm phong kim cũng đeo được, mệnh đeo được cái thằng san hô liệt đỏ này. Vì là kiếm, kiếm phong kim, kim mũi kiếm thì cần về có một tí nữa rèn thì nó mới sắc bén, trở thành những cái vật dụng được, chứ không phải kim nào cũng khắc nữa đâu. Sa trung kim cũng được, sa trung kim với kiếm phong kim là không khắc hỏa, cần có hỏa. Rất là đẹp cái vòng, đây tôi đeo lên tay cho các bác xem. Đó. Anh ấy cũng gần hơn 70 cân. Đó, đeo rất là đẹp. Đây. Tôi gửi xuống thì qua tuần anh sẽ nhận được mã Cần Thơ cơ. Thì các bác nào mà muốn sở hữu cái vòng như này, san hô đỏ đeo phong thủy, có một cái vòng thời trang đẹp hộ mệnh, thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại để tôi có thể tư vấn cũng như báo giá cho các bác nhé. Giá khá là hợp lý thôi. Nói chung là thằng san hô này thì là san, nguồn gốc san hô này là Phú Quốc này, một là tôi làm hàng Phú Quốc, hai là Côn Đảo đấy, hàng Việt Nam chuẩn luôn, san hô đỏ Việt Nam. Đó. Vân rất là tự nhiên, tôi không vào màu nhá, không sơn màu đỏ cho nó đỏ au lên làm gì nhá. Thường nếu mà các bác mua trên mạng để ý san hô tự nhiên thì màu sắc của nó rất là đây mình chỉ phủ bóng thôi, màu của nó tự nhiên. Đây này, các bác nhìn này, nó chỉ một phủ một lớp bóng để nó bảo vệ cái san hô bên trong thôi, cái lớp san hô bên trong thôi, chứ còn không có vào màu cho đỏ au lên làm gì. Màu tự nhiên hết, hoàn toàn là màu tự nhiên, già cực gì già, hàng này là hàng gốc già, chọn là những hạt gốc già xỏ thành vòng này. Đeo cái này thì bền lắm, không sợ nước nôi gì hết. San hô mà, đeo cực kỳ bền. Đập. Có đá thì biết mà. Lấy thêm một cái san hô nữa để tôi đập
cho các bác xem nó đanh. Đó, rất là đanh. Bền lắm, cứng, bền san hô mà. Nó gần như là đá. Đó. Rồi, xin chào các bác nha. Cảm ơn các bác đã xem video của Mộc Phương Shop. Tôi sẽ đâu rồi ta? Rơi mất rồi, rơi đâu rồi? Đây. Rồi các bác xem video của Mộc Phương Shop nha. Đây cái vòng mà lưu hoa huyết long này. Lưu hoa huyết long mới xỏ cho anh nha. Anh nào nhỉ? Xem nào. Anh Phương. Một đôi đặt Hồ Chí Minh à? Củ Chi Hồ Chí Minh. Một vòng 10 ni và một vòng 14 ni. Anh ấy yêu cầu là tôi xỏ cái hồ lô, thì tôi sẽ xỏ theo yêu cầu của anh ấy. Nu hoa huyết long rất đẹp. Nu hoa nhé các bác nha. Nu hoa các bác. Tôi cũng có rất là nhiều clip nu hoa rồi. Bác nào theo dõi thì có thể biết rồi đấy. Nu hoa huyết long. Còn thằng huyết long bình thường thì nó cũng đẹp, nhưng mà nó không thể bằng đẹp bằng thằng nu hoa này được. Nu hoa nó chọn nhiều vân lắm, vân gần như kín luôn. Rồi tôi sẽ gửi sang qua tuần là các anh ấy sẽ nhận được. Rồi xin chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi video của Mộc Phương Shop nha.